Xin chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì em đang có mặt tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Từ vị trí bất động sản ngày hôm nay Biển Xanh chia sẻ đến anh chị thì chạy ra tới nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh, ngã ba Mỹ Hạnh là khoảng 300m thôi. Khu vực này dân cư rất là đông đúc quý anh chị nhé. Và bất động sản ngày hôm nay Biển Xanh chia sẻ và giới thiệu đến anh chị là hai lô đất liền kề hướng Tây, nằm trên mặt tiền con đường đá xanh rộng 5m. Con đường này chạy một hướng thì đi ra khu công nghiệp Xuyên Á và một hướng thì đi ra ngã ba Mỹ Hạnh, nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh. Lô thứ nhất là ngang 5 dài 24 và lô tiếp theo cũng là 5 dài 24. Chủ đất đã xây ranh gạch rất là rõ ràng anh chị nhé. Đất gò cao ráo, xây dựng tự do. Hai lô liền kề, mỗi lô là 5m dài 24m, hai sổ hồng riêng. Vị trí nằm gần với nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh, ngã ba Mỹ Hạnh, khu vực cực kỳ là sung, đông đúc, sầm uất dân cư. Và vị trí này thì ngay bên cạnh là khu công nghiệp Xuyên Á, cho nên với hai lô liền kề này, anh chị mình mua hết cả hai lô, chúng ta có thể xây phòng trọ cho thuê hoặc là mua để dành cũng như đầu tư sinh lời và an cư lập nghiệp. Thì cái vị trí mà gần với khu vực ngã ba Mỹ Hạnh này đang dần trở nên cực kỳ là hiếm sản phẩm anh chị nhé. Bây giờ thì em dẫn anh chị mình đi ra đường tỉnh lộ 824 ngay khu vực ngã ba Mỹ Hạnh, tức là đi một vòng tròn luôn để chúng ta có thể xem tham khảo anh chị nhé. Đường xe hơi, xe tải là ra vào thoải mái, chạy vi vu. Ở khu vực gần ngã ba Mỹ Hạnh đất trống bây giờ hầu như là không còn nhiều nữa đâu anh chị. Đa phần là nhiều chủ đất là để dành sau này về an cư lập nghiệp, cho nên cũng rất là hiếm, không có người bán. Hai lô liền kề ngày hôm nay anh chị mua hết cả hai lô thì sẽ thành ngang 10 dài 24. Anh chị cũng có thể là xây được một căn biệt thự, nhà vườn mini rất là đẹp. Hoặc là anh chị nào mà mua cho hai anh em muốn ở gần nhau thì có thể mua luôn hai lô, thành hai lô liền kề. Dân cư ở đây rất là đông đúc anh chị nhé. Chạy một xíu khoảng 300m thôi là chúng ta ra ngay khu vực đường tỉnh lộ DT824, khu mũi tàu ngã ba Mỹ Hạnh. Ở ngay phía khu vực ngoài ngã ba Mỹ Hạnh này thì thứ gì cũng có anh chị nhé. Tất cả mọi tiện ích như là chợ, trường, phòng khám đa khoa, điện máy xanh, bách hóa xanh, rất là nhộn nhịp đông đúc. Đây chính là khu vực mũi tàu ngã ba Mỹ Hạnh anh chị. Và Biển Xanh sẽ đi một vòng tròn luôn. Cái vị trí bất động sản ngày hôm nay nó thông rất nhiều hướng. Đây, ngay khu vực ngã ba Mỹ Hạnh, nhà thờ giáo sư Mỹ Hạnh thì Biển Xanh sẽ lại tiếp tục rẽ tay phải, cũng là hướng đi vào lô đất của chúng ta ngày hôm nay. Vị trí ngày hôm nay có giá là 1.890.000.000 trên một lô. Và từ nhà thờ giáo sư Mỹ Hạnh này chúng ta rẽ tay phải, mình đi vào khoảng 200m thôi là tới đất anh chị nhé. Biển Xanh chạy một đường vòng tròn luôn. Lô đất ngày hôm nay nó nằm ở khu vực dân cư đông đúc, đường thông tứ hướng. 1.890.000.000 trên một lô, sổ hồng riêng, bao tất cả thuế phí công chứng sang tên. Khu vực rất là đông đúc, nhộn nhịp dân sinh. Đất sạch sẽ, không quy hoạch, không mồ mả anh chị nhé. Gần không xa nữa, cho nên nó khá là có giá trị. Giá chỉ có 1.890.000.000 trên một lô. Quý anh chị và các bạn theo dõi video ngày hôm nay thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline trên màn hình để sở hữu một trong hai lô, hoặc là chúng ta mua xỉ luôn cả hai lô về mình xây cho nó rộng rãi anh chị nhé. Mua hết hai lô thì sẽ thành ngang 10 dài 24. Giá là 1.890.000.000 trên một lô và giá trên đã bao gồm tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị mình không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Khu vực này phát triển rất là mạnh anh chị nhé, gần ngay bên cạnh ngã ba Mỹ Hạnh, chỉ cách khoảng 300m. Một hướng chúng ta đi khoảng 300m, còn một hướng thì chỉ 200m là ra tới nhà thờ giáo sư Mỹ Hạnh rồi. Biển Xanh đã chạy tiếp tục một vòng tròn và đi quay trở lại điểm cũ, điểm xuất phát cũ của hai lô đất, quý anh chị nhé. Và vị trí ngày hôm nay thì nó thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, khu vực ấp Tràm Lạc. Kính chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.